Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân giống cây dâu tây bằng phương pháp tách ngó. Thì đây là cái cây dâu mà tôi đã thực hiện tách ngó cách đây 15 ngày. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện từng bước một nhé. Thì để thực hiện bước này thì các bạn chuẩn bị cho tôi, thứ nhất là một túi bầu. Túi bầu này đây là tôi đang đóng bằng một cái giá thể sơ dừa, mụn dừa và một cái túi ni lông. Các bạn có thể sử dụng túi ni lông như thế này cũng được, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái túi ươm hạt chuyên dụng mà màu đen, hoặc là những bạn có điều kiện hơn thì có thể là mua cái viên nén ươm hạt để ta sử dụng. Còn hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn bằng cái túi bầu mà tự đóng. Thì các bạn có thể đóng bằng đất hoặc là bằng giá thể thì tùy. Thứ hai nữa là các bạn chuẩn bị một cái ghim. Cái ghim như thế này để chúng ta cắm vào cái giữ cái ngó ở trên cái túi bầu. Sau đây chúng ta sẽ đi thực hiện nhé. Đây các bạn nhìn, dâu tây thì bản chất của nó sẽ ra, khi cây phát triển tốt nó sẽ ra rất nhiều ngó. Đây những ngó to như thế này là những ngó rất là đẹp này. Nhưng mà đây là những cái ngó nó hơi còn non. Nếu mà chúng ta tách luôn bây giờ, nghĩa là chúng ta ươm bầu ngay bây giờ thì nó sẽ hơi lâu một chút. Đây, các bạn nhìn này, nó đã ra rễ rồi đây. Bé như này nó cũng đã ra rễ rồi. Nhưng mà để nhanh hơn thì chúng ta sẽ tìm những cái ngó mà nó to hơn để chúng ta ươm. Nó sẽ nhanh hơn. Đây ví dụ như đây là một cái ngó mà có thể thực hiện ươm được này. Đây, ngó rất là đẹp. Đây ta sẽ thực hiện nhé. Chúng ta nhấc cái ngó này lên. Chúng ta đặt vào cái túi bầu như thế này. Đây. Chúng ta hơi ấn xuống một chút để cho nó tiếp xúc với lại cái phần giá thể. Sau đó chúng ta sử dụng cái ghim này. Chúng ta ghim vào phần cổ của cái ngó. Chúng ta ghim chặt xuống. Đấy. Đây chúng ta nhìn. Thì như thế này là có thể được rồi. Chúng ta sẽ đặt thẳng lên một vị trí nào đó để cho rễ nó ăn thẳng xuống. Chúng ta không nên để nó nghiêng nhé. Nếu mà để nghiêng thì cái rễ của nó sẽ bị ăn xuống phía dưới. Chúng ta nên để thẳng cái túi bầu này lên. Đấy. Thì khi mà chúng ta đã thực hiện như thế này rồi thì trong vòng tầm độ khoảng khi chúng ta đã thực hiện như thế này rồi thì trong vòng tầm độ khoảng 14 ngày thì chúng ta có thể chúng ta kiểm tra rễ và chúng ta sẽ ngắt cái phần cuống của cái ngó này ra. Và sau khi chúng ta ngắt cuống thì chúng ta xếp vào một chỗ. Đây các bạn. Sau khi ngắt cuống thì các bạn xếp vào một chỗ mát để cho cây nó đỡ tránh bị sốc, với cái điều kiện mà không có cái nuôi dưỡng của ngó. Tầm độ khoảng 5 đến 7 ngày các bạn thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây để cây không bị héo. Và sau 5 đến 7 ngày thì các bạn có thể đem ra vườn để trồng được.